quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin Canada và Thế giới trên kênh Culture Channel. Hoàng Anh xin kính chào quý vị. Trong phần tin quốc tế, mời quý vị theo dõi những tin đáng chú ý sau đây. Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ tăng lãi suất lên cao nhất trong 22 năm. World Cup ngày 7, Nhật và Tây Ban Nha đủ điểm vào vòng trong, Canada đứng đầu bảng B. Tuyển nữ Việt Nam đủ lực lượng mạnh nhất cho trận gặp Bồ Đào Nha. Quan chức Việt Nam đầu tiên hầu tòa vụ Việt Á, đại học harvard bị điều tra cùng nhiều tin tức xã hội đáng chú ý sau đây mời quý vị theo dõi phần tin chi tiết Sau một tháng tạm dừng, cục dự trữ liên bang Mỹ, Fed đã nâng lãi suất trở lại và ra tín hiệu là thắt chặt thêm lần nữa trong năm nay. Hôm 26 tháng 7, sau phiên họp chính sách kéo dài 2 ngày, Fed đã thông báo nâng lãi suất thêm 25 điểm cơ bản, tức là 0,25%, lãi suất tham chiếu tại Mỹ hiện vào khoảng 5,25 đến 5,5%, là mức cao nhất kể từ năm 2001. Fed đã đánh giá thị trường việc làm vẫn mạnh và nền kinh tế tăng trưởng ở mức độ vừa phải. Đánh giá này lạc quan hơn so với tháng 6 khi quan chức Fed cho rằng tăng trưởng ở mức khiêm tốn. Tháng trước thì Fed đã tạm dừng quá trình thắt chặt để đánh giá lại tình trạng của nền kinh tế sau vụ sụp đổ của ba ngân hàng địa phương hồi đầu năm. Đến nay thì cơ quan này đã tăng lãi 11 lần kể từ tháng 3 2022 nhằm hạ nhiệt lạm phát hiện vẫn gấp đôi mục tiêu. Lãi suất của Fed áp dụng cho các khoản vay qua đêm liên ngân hàng. Lãi suất này ảnh hưởng đến những lãi suất cho vay và tiết kiệm mà người tiêu dùng tiếp xúc hàng ngày như là vay mua nhà, mua xe và dùng thẻ tín dụng. Quan chức Fed cũng dự báo là nâng lãi suất thêm một lần nữa trong năm nay. Lạm phát tại Mỹ vài tháng gần đây đã hạ nhiệt. Đây là tín hiệu đáng mừng cho cả người dân và doanh nghiệp nước này. Tuy nhiên, thông báo của Fed khẳng định là lạm phát vẫn tăng tốc và cơ quan này vẫn rất quan tâm đến rủi ro lạm phát. Để quyết định mức độ thắt chặt phù hợp nhằm đưa lạm phát dần dần về mức 2%, Ủy ban sẽ đánh giá tổng thể về chính sách tiền tệ, độ trễ của tác động lên hoạt động kinh tế và lạm phát, cũng như là các diễn biến tài chính, kinh tế khác, theo thông báo của Fed. World Cup đã bước sang ngày thứ Bảy, Nhật và Tây Ban Nha đủ điểm để vào vòng trong, Canada thì đứng đầu bảng B. Nhật và Tây Ban Nha là hai đội tuyển đầu tiên của World Cup nữ 2023 mà có trong tay 6 điểm trong ngày thứ Bảy của giải đấu, đủ để vào vòng kế tiếp sau khi Nhật thắng Costa Rica 2-0 và Tây Ban Nha thì thắng đậm Zambia 5-0, theo đài truyền hình Fox Sports hôm 26 tháng 7. Trước đó, Nhật thắng Zambia 5-0 và Tây Ban Nha thắng Costa Rica 3-0 trong các trận của bảng C. Như vậy thì trong bảng này, hai vé vào vòng 1, 16 thuộc về Nhật và Tây Ban Nha, còn Zambia và Costa Rica coi như bị loại sớm mới chỉ sau hai trận. Vì thế, hai trận cuối cùng của bảng này, Nhật sẽ gặp Tây Ban Nha và Zambia thì gặp Costa Rica, chỉ mang tính thủ tục. Sau đó, trong khi cầu thủ của Nhật và Tây Ban Nha ở lại thi đấu tiếp thì cầu thủ của Zambia và Costa Rica khăn gói lên đường về nước. Tại bảng B, Canada lên ngôi đầu bảng vì được 4 điểm qua hai trận sau khi thắng ngược Ireland 2-1 hôm 26 tháng 7. Trước đó, Canada được một điểm sau khi Huệ 0-0 với Nigeria. Trong bảng B này, sau hai trận thì Ireland không được điểm nào, vì trước đó thua Úc 1-0, dù còn một trận với Nigeria nhưng cơ hội vào vòng trong của Ireland là rất khó. Trong khi đó, trận đấu giữa đội tuyển nữ Việt Nam với đội tuyển nữ Bồ Đào Nha trong khuôn khổ lượt trận thứ hai của bảng E World Cup nữ 2023 sẽ diễn ra lúc 19:30 ngày 27 tháng 7 giờ địa phương, tức 14:30 cùng ngày giờ Việt Nam trên sân vận động Waikato của New Zealand theo huấn luyện viên của đội tuyển nữ việt nam mai đức chung hai đội đều khát khao chiến thắng thi đấu với đội tuyển nữ bồ đào nha sẽ rất khó với đội tuyển nữ việt nam nhưng chúng tôi đã tập luyện phương án phòng ngự chặt phản công nhanh còn huấn luyện viên đội tuyển nữ bồ đào nha francisco nato cho biết chúng tôi ra sân gặp việt nam với tâm lý là buộc phải giành chiến thắng nhưng đây là trận đấu không hề dễ dàng chút nào Olympic Paris 2024 không dùng máy lạnh tại làng vận động viên. Ngày 25 tháng 7, chủ tịch Ủy ban Olympic Quốc tế IOC ông Thomas Bach lạc quan rằng các vận động viên sẽ có giấc ngủ ngon mà không cần máy lạnh tại làng vận động viên Olympic Paris 2024, dù nhiệt độ tháng 7 tại thủ đô nước Pháp có thời điểm lên tới hơn 40 độ C. Trong chuyến thăm nơi ở các vận động viên tham gia Olympic Paris 2024, chủ tịch Ủy ban Olympic Quốc tế cho biết Phía ban tổ chức đã nỗ lực triển khai nhiều biện pháp điều chỉnh nhiệt độ trong phòng nghỉ thấp hơn 6 độ C, hoặc thậm chí là thấp hơn nữa so với nhiệt độ ngoài trời. Ông không lo ngại về tình trạng sóng nhiệt ảnh hưởng đến sức khỏe và sự thoải mái của 15.000 vận động viên tham dự Olympic và Paralympic vào mùa hè năm tới. Do ủy ban này đã rút kinh nghiệm trong việc ứng phó với vấn đề nhiệt độ và độ ẩm cao ở Olympic Tokyo 2021. Ông Laurent Michel là giám đốc làng vận động viên Olympic và Paralympic Paris 2024 khẳng định máy lạnh là không cần thiết vì lớp cách nhiệt sẽ giữ cho tòa nhà mát mẻ và duy trì nhiệt độ phòng ở mức thích hợp. Nếu bật quạt, thì nhiệt độ trong phòng sẽ duy trì ở mức 26 đến 28 độ C, ngay cả khi nhiệt độ bên ngoài lên tới 38 độ C. Ngoài ra, thì ban tổ chức đã lắp đặt các khung giường từ bìa cứng có độ chịu lực 140 kg nhằm hạn chế rác thải và chi phí vận chuyển. tại Việt Nam, ông Phạm Văn Thành là cựu phó chủ tịch tỉnh Quảng Ninh là quan chức đầu tiên hầu tòa do dính vào vụ Việt Á trong phiên xử diễn ra hôm 26 và 27 tháng 7. Ông Thành bị quy trách nhiệm khi còn làm bí thư, chủ tịch thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh. Theo cáo trạng, khoảng cuối tháng Giêng 2021, thời điểm dịch COVID-19 lây lan trên diện rộng, bị cáo Phạm Văn Thành thỏa thuận với Phan Quốc Việt, tổng giám đốc công ty công nghệ Việt Á, về việc mua vật tư, sinh phẩm xét nghiệm của công ty này. Việt Á đã cung cấp ống môi trường qua tâm bông cho Trung tâm Y tế thị xã Đông Triều để lấy mẫu, còn kit xét nghiệm và kit tách chiết chuyển đến Bệnh viện Việt Nam Thụy Điển để xét nghiệm COVID-19. Bị cáo thành và bốn thuộc cấp tại thị xã Đông Triều bị cho là thực hiện không đúng quy trình nghiệm thu, thanh toán số lượng kit xét nghiệm, kit tách chiết cho công ty Việt Á, ký các tài liệu, thủ tục và hoàn tất việc thanh toán cho công ty Việt Á gây thiệt hại 7,2 tỷ đồng, tức là 304.118 đô la cho nhà nước. Khi vụ việc vỡ lở, ông Phạm Văn Thành và Nguyễn Văn Bình là cựu phó ban dân vận thị ủy Đông Triều, một trong bốn bị cáo còn lại đã sử dụng tiền cá nhân và nhờ các doanh nghiệp hỗ trợ 18 tỷ đồng, tức là 760.296 đô la để khắc phục hậu quả. Theo Apple Insider thì Samsung từ lâu chiếm ưu thế lớn tại thị trường Nam Hàn, vốn là quê nhà của họ, còn với Apple kể từ khi gia nhập thị trường này vào năm 2009, iPhone của công ty chưa bao giờ chiếm đa số thị phần. Mọi thứ đang dần thay đổi khi mức độ phổ biến của Apple tăng vọt trong thời gian qua và đe dọa vị trí số 1 về thị phần smartphone tại Nam Hàn của Samsung. Một cuộc thăm dò mới gần đây cho thấy tương lai hứa hẹn hơn của Apple tại quốc gia này. Cuộc khảo sát được thực hiện gần đây với 1.001 người ở Nam Hàn do Gallup Korea thực hiện, cho thấy là thế hệ trẻ trong độ tuổi từ 18 đến 29 đang sử dụng iPhone nhiều hơn là smartphone mang nhãn hiệu Samsung. Trong nhóm đó thì thị phần iPhone chiếm 60%, còn của Samsung chỉ là 32%. Với người dùng trong độ tuổi từ 30 đến 39 thì Samsung nắm giữ 56% thị phần, trong khi Apple chiếm 41%. Đối với những người trong độ tuổi từ 40 đến 49 thì Samsung tiếp tục là lựa chọn hàng đầu với 78% thị phần và Apple là 10%. Trong độ tuổi 50 đến 59, 80% chọn Samsung và chỉ 6% chọn Apple. Thị phần của Samsung trong những người có độ tuổi từ 60 đến 69 là 85% và chỉ 4% chọn Apple. Con số chỉ bắt đầu giảm cho Samsung trong nhóm độ tuổi trên 70 khi Samsung chỉ chiếm 71% thị phần nhưng Apple cũng chỉ chiếm 1%. Trong độ tuổi này thì LG đột nhiên xuất hiện khi chiếm 20% thị phần. Việc chuyển đổi tên Twitter thành chữ X dường như đang gặp rắc rối vì cả Meta và Microsoft đều có quyền sở hữu trí tuệ đối với chữ X. Theo Place Trends, ngay sau khi việc chuyển đổi tên được công bố, Twitter đã được đổi tên thành chữ X nổi bật nhằm thể hiện bộ mặt và tính cách mới của Twitter mô tả về chữ x công ty này cho biết x là trạng thái tương tác không giới hạn trong tương lai tập trung vào âm thanh video nhắn tin thanh toán ngân hàng tạo ra thị trường toàn cầu cho các ý tưởng hàng hóa dịch vụ và cơ hội được hỗ trợ bởi ai trí tuệ nhân tạo x sẽ kết nối tất cả chúng ta theo những cách mà chúng ta chỉ mới bắt đầu tưởng tượng công ty này cho biết vấn đề là cả meta và microsoft hiện có quyền sở hữu trí tuệ đối với chữ x vì vậy trong tương lai, ông Musk có thể sẽ phải tham gia một cuộc chiến pháp lý với những gã khổng lồ này để bảo vệ hình ảnh mới của nền tảng mạng xã hội này. Theo luật sư nhãn hiệu ông George Kerbin, gần như có 100% khả năng biểu tuyển X sẽ bị ai đó kiện, vì có gần 900 đăng ký nhãn hiệu đang hoạt động ở Mỹ bao gồm chữ X. Chủ sở hữu của những nhãn hiệu này có thể khiếu nại rằng việc sử dụng chữ X có thể gây nhầm lẫn cho người tiêu dùng và dựa trên hành vi vi phạm này họ sẽ khởi kiện. Bản án có thể bao gồm các khoản tiền phạt lớn và thậm chí là ngăn chặn việc Twitter sử dụng chữ X. Được biết từ năm 2003, Microsoft đã có nhãn hiệu X liên quan đến không gian trò chơi Xbox của mình. Meta đã đăng ký nhãn hiệu của chữ X vào năm 2019, được sơn màu xanh lam và trắng để sử dụng trong lĩnh vực phần mềm và mạng xã hội. Sau vụ nổi loạn của nhóm Wagner vào tháng trước, tương lai của nhóm Wagner trở nên không chắc chắn. Khi Wagner đang dễ bị tổn thương nhất, đó là lúc chúng ta hành động. Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Anh Alicia Kern cho biết trong báo cáo được công bố hôm 25 tháng 7. Bà Kern cho rằng chính phủ Anh thiếu hiểu biết sâu sắc về ảnh hưởng của Wagner bên ngoài châu Âu, đặc biệt là các quốc gia châu Phi. Trong 10 năm từ khi mạng lưới Wagner hình thành, chính phủ Anh đã thiếu chiến lược chặt chẽ cũng như là không nỗ lực giải quyết vấn đề về nhóm này. Điều này đã khiến cho nhóm Wagner phát triển, lan rộng tới châu Phi và lợi dụng các nước đang xảy ra tình trạng bất ổn. Bà Kern nói, Ủy ban đối ngoại Hạ viện Anh cho rằng, nếu để nhóm Wagner tiếp tục phát triển, Anh và các đồng minh sẽ phải đối mặt với những mối đe dọa an ninh nghiêm trọng. Cơ quan này thúc giục chính phủ Anh khẩn trương liệt kê Wagner vào danh sách tổ chức khủng bố, điều mà tới nay London chưa muốn thực hiện. Vương quốc Anh năm 2020 đã áp lệnh trừng phạt trùm Wagner là Prigozhin và toàn bộ tập đoàn quân sự tư nhân này hồi tháng 3 2022. Tuần trước, London tiếp tục trừng phạt các cá nhân, doanh nghiệp mà có liên kết với nhóm Wagner ở Cộng hòa Trung Phi, Mali và Sudan. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Anh cho biết, nước này đã áp trừng phạt mạnh mẽ với nhóm Wagner và lãnh đạo nhóm này cùng một số chỉ huy chủ chốt. Ông Prigozhin hôm 24 tháng 6 đã tiến hành cuộc nổi loạn, điều lính Wagner kiểm soát sở chỉ huy quân khu miền Nam nga và tiến quân về Moscow. Cuộc nổi loạn chấm dứt trong ngày theo thỏa thuận do tổng thống Belarus làm trung gian. Nhóm Wagner sau đó đã dựng căn cứ mới tại làng Sao của Belarus và ông Prigozhin cũng đã mở một công ty bất động sản tại đây. Ngoài tập đoàn quân sự tư nhân Wagner, ông Prigozhin còn là tỷ phú sở hữu đế chế kinh doanh phức tạp. Với nguồn thu nhiều tỷ đô la Mỹ, trong đó có cung ứng thực phẩm và kinh doanh bất động sản. Moldova sẽ trục xuất 45 nhân viên ngoại giao của đại sứ quán Nga với cáo buộc là có các hành động gây bất ổn cho quốc gia này. Thông tin trên được ông Igor Zakharov, là cố vấn truyền thông Bộ ngoại giao và hội nhập châu Âu Moldova nói với hãng thông tấn TASS ngày 26 tháng 7. Theo đó, trong số 45 nhân viên ngoại giao Nga bị trục xuất có các quan chức ngoại giao và nhân viên đại sứ quán. Cùng ngày, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao và Hội nhập châu Âu Moldova Nikola Popescu cho biết nước này đang điều tra về số lượng lớn anten được phía Nga lắp đặt trên đại sứ quán ở Kishinev. Có các cáo buộc cho thấy đại sứ quán đang thu thập thông tin tình báo thông qua hệ thống anten này. Đại sứ Nga tại Moldova đã được triệu tập tới trụ sở Bộ Ngoại giao Moldova hôm 26 tháng 7 về vấn đề này. Trả lời phỏng vấn báo chí sau đó, đại sứ Nga Vasnasov cho biết các cáo buộc hoạt động gián điệp chỉ là cái cớ để Moldova cắt giảm số nhân viên ngoại giao Nga tại Chisinau. Điều này đang tác động xấu đến mối quan hệ của hai nước. Tháng 10 năm ngoái, Moldova đã trục xuất một nhân viên đại sứ quán Nga sau khi một tên lửa không xác định rơi xuống gần biên giới Moldova-Ukraine. Bộ Ngoại giao Nga gọi động thái này là gây hấn vô cớ và đáp trả bằng cách trục xuất một nhà ngoại giao Moldova. đại học harvard bị điều tra chính sách tuyển sinh ưu tiên cho cái gọi là con cháu người quan bộ giáo dục hoa kỳ đang điều tra xem đại học harvard có phân biệt chủng tộc hay không khi ưu tiên các ứng viên có quan hệ với nhà tài trợ và cựu sinh viên của trường trong quá trình tuyển sinh văn phòng dân quyền của bộ giáo dục hoa kỳ đã mở cuộc điều tra sau khi ba nhóm dân quyền nộp đơn khiếu nại vào đầu tháng này các nhóm này cho rằng Thông lệ tuyển sinh nói trên của Đại học Harvard mang lại lợi ích quá lớn cho sinh viên người da trắng, vi phạm luật dân quyền liên bang, theo Reuters. Tuyển sinh theo diện quan biết, Legacy Admissions, là chính sách mà Harvard cũng như là nhiều trường cao đẳng và đại học khác ở Hoa Kỳ đã áp dụng từ lâu. Song chính sách này đã nhận được sự chú ý mới kể từ tháng 6, khi Tòa án Tối cao Hoa Kỳ tuyên bố là các chính sách xem xét khía cạnh chủng tộc mà Đại học Harvard và Đại học Bắc Carolina áp dụng để bảo đảm có nhiều sinh viên không phải da trắng được nhận vào là vi hiến chính sách tuyển sinh kế thừa của Harvard bị kiện vì ưu tiên sinh viên da trắng theo nội dung khiếu nại trong số các ứng viên có quan hệ với cựu sinh viên hoặc là nhà tài trợ của trường Harvard College cơ sở đào tạo cử nhân của đại học Harvard gần 70% là người da trắng và có khả năng được nhận cao hơn từ 6 đến 7 lần so với các ứng viên thông thường những số liệu thống kê đó được tính toán từ dữ liệu tuyển sinh của Harvard được công khai sau vụ kiện mà tòa án tối cao Hoa Kỳ đã công bố phán quyết vào tháng 6. Bộ giáo dục Hoa Kỳ dự kiến sẽ thu thập thêm dữ liệu hiện tại trong quá trình điều tra. Người phát ngôn của Đại học Harvard cho biết đang xem xét các khía cạnh trong chính sách tuyển sinh của trường để bảo đảm sự đa dạng của cộng đồng sinh viên Harvard sau phán quyết của tòa án tối cao. Liên minh châu Âu ngày 26 tháng 7 đã thông qua lệnh cấm xuất khẩu thiết bị phục vụ cho chiến trường và các linh kiện máy bay sang Belarus, qua đó mở rộng các biện pháp trừng phạt nhằm vào đồng minh của Nga, theo Reuters. Các lệnh trừng phạt của Liên minh châu Âu được mở rộng khi Belarus ủng hộ cuộc xâm lược của Nga tại Ukraine. Trong thông điệp đăng lên mạng xã hội X, trước đây được biết tới là Twitter, đại diện Tây Ban Nha là quốc gia hiện giữ chức chủ tịch Luân Phiên Liên minh châu Âu, nhấn mạnh lệnh hạn chế mới là đòn đáp trả tình hình hiện nay ở Belarus và hành động can dự của nước này trong cuộc chiến của Nga ở Ukraine. Lệnh trừng phạt áp đặt đối với các thiết bị lưỡng dụng trên chiến trường và thiết bị hàng không cũng như danh sách đen gồm các cá nhân liên quan. Quyết định trên vẫn cần được hoàn tất và sẽ có hiệu lực khi không một quốc gia thành viên châu Âu nào đưa ra lập trường phản đối muộn nhất là vào ngày 28 tháng 7. Bất chấp mọi lệnh trừng phạt, Belarus vẫn giao thương với 189 quốc gia trên thế giới, định hướng lại xuất khẩu mà trước đó thị trường Ukraine và phương Tây chiếm tới 40%. Nga có thể sắp phong tỏa biển Đen. Pravda dẫn thông tin từ trung tâm truyền thông quân sự Ukraine ngày 26 tháng 7 cho biết, sau khi rút khỏi sáng kiến ngũ cốc Quân đội Nga đang tăng cường hoạt động huấn luyện lực lượng tàu mặt nước và các đơn vị không quân, hải quân của hạm đội biển đen. Đặc biệt, Nga đang tập dượt phong tỏa các vùng biển, phát hiện và phá hủy tàu. Cùng ngày, tình báo Anh cho biết đã phát hiện các tàu hạm đội biển đen của Nga tăng cường đáng kể hoạt động ở khu vực. Theo giới tình báo Anh, Moscow dường như đang chuẩn bị cho kế hoạch phong tỏa, kiểm soát các cảng của Ukraine. Nếu dự đoán này là chính xác, căng thẳng ở Biển Đen có nguy cơ leo thang. Các chuyên gia phân tích của Anh cho rằng, tàu tuần tra Sergei Kotov của Nga có thể tham gia vào kế hoạch trên với nhiệm vụ chặn tàu hàng di chuyển theo các tuyến đường ở Biển Đen đến cảng Ukraine. Bộ Quốc phòng Nga ngày 25 tháng 7 cáo buộc quân đội Ukraine tấn công tàu tuần tra Sergei Kotov của Nga bằng hai xuồng không người lái. Tuy nhiên, cả hai xuồng trên đều bị tàu Nga phá hủy nên không có thương vong. Ngay từ những ngày đầu phát động chiến tranh, Nga đã cho thấy rõ mục tiêu kiểm soát các cảng biển của Ukraine nhằm bóp nghẹt huyết mạch kinh tế của nước này. Ukraine vẫn kiểm soát hai cảng chính gồm Mykolaiv và Odessa. Tuy nhiên, với năng lực áp đảo, Nga đã phong tỏa các cảng này, cản trở hoạt động xuất khẩu của Ukraine cho đến khi sáng kiến ngũ cốc biển đen ra đời hồi tháng 7 năm ngoái dưới sự bảo trợ của Liên Hiệp Quốc và Thổ Nhĩ Kỳ. Thỏa thuận này tạo hành lang an toàn cho các tàu chở ngũ cốc ra vào cảng của Ukraine. Đổi lại thì phương Tây phải dỡ bỏ trừng phạt đối với việc vận chuyển ngũ cốc và phân bón của Nga. Tuần trước thì Nga tuyên bố rút khỏi thỏa thuận này, cáo buộc là Ukraine lợi dụng tàu chở ngũ cốc để vận chuyển vũ khí. Nội các Đức ngày 26 tháng 7 đã thông qua chiến lược Hydro cập nhật, bao gồm các hướng dẫn cho quá trình sản xuất Hydro và kế hoạch cơ sở hạ tầng giao thông, trong bối cảnh nền kinh tế lớn nhất châu Âu đặt mục tiêu trung hòa khí thải carbon vào năm 2045. Trong chiến lược mới, chính phủ Đức đã nâng mục tiêu tổng công suất điện phân vào năm 2030 lên ít nhất là 10 gigawatt so với mức 5 gigawatt trước đây. Chiến lược cập nhật cho thấy nhu cầu hydro của nước Đức ở mức 95 đến 130 terawatt một giờ. Vào năm 2030, trong đó khoảng 50 đến 70% sẽ là nguồn nhập khẩu, theo chính phủ Đức, chỉ có hydro được sản xuất từ các nguồn năng lượng tái tạo, tức là green hydrogen, là bền vững trong thời gian dài. Do đó, nhiệm vụ của chính phủ là sử dụng green hydrogen để hỗ trợ thị trường hydro tăng trưởng nhanh và tạo ra các chuỗi giá trị phù hợp. Thị trường hydro ở châu Âu sẽ phát triển trong vòng 10 năm tới và tiến tới trung hòa carbon. Vì vậy, Đức cần tích hợp chặt chẽ vào cơ sở hạ tầng cung cấp năng lượng châu Âu tính đến việc sử dụng hydro sản xuất từ khí thiên nhiên blue hydrogen kết hợp thu gom lưu trữ co2 để phục vụ thị trường về nền kinh tế hydro thì chiến lược khẳng định để chuyển đổi sang nền kinh tế hydro cần phát triển nguồn nhiên liệu hydro quy mô lớn do đó nhiệm vụ quan trọng của chiến lược là gia tăng nhanh chóng sản xuất hydro phục vụ cho các lĩnh vực có triển vọng cao nhất về lợi nhuận trong tương lai về sản xuất, nhập khẩu hydro để đáp ứng nhu cầu năng lượng tương lai. Bên cạnh việc sản xuất hydro trong nước, Đức sẽ nhập khẩu hydro chủ yếu từ các nước có tiềm năng sản xuất hydro xanh giá rẻ trong Liên minh châu Âu. Kính James Webb đã phát hiện hơi nước xung quanh một ngôi sao ở xa. Cơ quan hàng không vũ trụ Hoa Kỳ là NASA cho biết, kính viễn vọng không gian James Webb của cơ quan này đã phát hiện ra hơi nước xung quanh một ngôi sao ở xa, tại khu vực các hành tinh đá có thể đang hình thành. Qua những phép đo mới của thiết bị hồng ngoại trên James Webb, các nhà khoa học đã phát hiện hơi nước ở các khu vực vành đai vòng trong của hệ hành tinh PDS 70, cách trái đất khoảng 370 năm ánh sáng. Ngôi sao này có cả hai cấu trúc vành đai vòng trong và vành đai vòng ngoài gồm khí và bụi, hai vành đai cách nhau 8 tỷ km và trong khoảng cách đó có hai hành tinh lớn bằng khí đã được giới khoa học biết đến. Theo NASA, đây là lần đầu tiên phát hiện được nước ở một vùng vành đai có ít nhất hai hành tinh khí đã được biết đến. Nhà khoa học Giulia Porotti thuộc Viện Văn học Max Planck tại Heidelberg của Đức là tác giả chính của nghiên cứu nói trên cho biết Chúng tôi đã thấy nước ở những khu vực vành đai khác nhưng không gần như vậy và không ở trong một hệ mà các hành tinh hiện đang hình thành. Trước khi có kính James Webb, chúng tôi không thực hiện được phép đo này. Theo ông Thomas Henning là giám đốc điều hành của viện trên, phát hiện này cực kỳ thú vị vì khu vực phát hiện được là nơi đặc thù hình thành các hành tinh đá tương tự trái đất. Gần 100 con cá voi tụ lại rồi mắc cạn ở Úc, một nửa đã chết. Cảnh quay từ máy bay không người lái cho thấy đàn cá voi đã tụ lại tạo thành một hình giống trái tim trước khi mắc cạn. Đàn cá voi hoa tiêu vây dài gần 100 con lần đầu tiên được trông thấy sáng ngày 25 tháng 7 khi đang bơi gần bãi biển Sands, phía đông thành phố Albany của Úc. Các nhân viên bảo tồn bắt đầu thấy lo khi đàn cá voi sau đó bơi gần hơn vào bờ biển. Đến 4 giờ chiều ngày 25 tháng 7, một dải bờ biển rộng đầy những con cá voi mắc cạn. Cơ quan đa dạng sinh học, bảo tồn và thắng cảnh BDCA của bang Western Úc đã thiết lập một trại đêm nhằm theo dõi đàn cá voi. Peter Harley, một quan chức thuộc cơ quan trên, cho biết đã có 51 con cá voi chết trong đêm. Hàng trăm người đã tình nguyện tham gia công tác giải cứu cá voi. Vì vậy, các quan chức cho biết là đã có đủ tình nguyện viên và kêu gọi người dân hãy tránh xa bờ biển. Cá voi hoa tiêu là loài có tính xã hội cao và thường duy trì quan hệ với đàn trong suốt cuộc đời của chúng. Các chuyên gia động vật hoang dã cho biết, hành vi bất thường của cá voi có thể là dấu hiệu cho thấy căng thẳng hoặc là bệnh tật xuất hiện trong đàn. Theo nhà khoa học về động vật hoang dã Vanessa Pritorta tại Đại học Macquarie, hình ảnh từ drone cho thấy có khả năng đàn cá này đã mất phương hướng, tuy nhiên hiện vẫn chưa rõ nguyên nhân chính xác. Có thể thấy chúng đã tụ tập rất đông tại một khu vực, có những hành vi lý thú và cùng lúc đó cũng quan sát xung quanh. Điều này cho thấy có gì đó đang diễn ra nhưng chúng ta không biết, cô pivotta nói cũng theo cô pirata rất khó có khả năng đàn cá này đang cố chạy khỏi một loài săn mồi chúng thường có tâm lý đi theo con đầu đàn đó có thể là một trong những lý do khiến chúng mắc cạn hàng loạt đến đây những thông tin của culture channel xin phép được dừng lại toàn thể ban biên tập của culture channel xin kính chào và cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi xin quý vị đừng quên nhấn nút like Đăng ký kênh, chia sẻ phản hồi và chia sẻ video để ủng hộ cho kênh và nhận được những thông tin cập nhật nhanh mới nhất về tình hình Canada và thế giới. Xin kính chúc quý vị một ngày mới an lành. Hoàng Anh xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.